quay trở lại với phần 2 chuyên đề tư vấn mua xe cũ. Thì bây giờ cái phần 2 này tôi sẽ đánh sâu vào cái chuyện mà giấy tờ xe. Thì cách làm sao mà biết coi một cái giấy tờ xe mình có thể biết được cái nguồn gốc của nó. Thì như vậy đây, cách đây nhiều năm thì toàn bộ xe giấy tờ chúng ta đều xài giấy tờ mẫu lớn. Và sau này thì cách đây một vài năm thì bắt đầu nhà nước mới đổi xuống thành mẫu nhỏ. Thì ở cái mẫu lớn á, thì xe hải quan chính ngạch và xe thanh lý nó sẽ phân ra rõ ràng. Rõ ràng chỗ nào? Nếu là xe thanh lý nó sẽ ghi theo một dòng chữ ở dưới đây là xe thanh lý. Còn nếu là xe hải quan, có cái nó sẽ ghi là xe nhập khẩu, có cái nó sẽ ghi là xe nhập khẩu phi mậu dịch, có cái nó cũng sẽ ghi là nó sẽ không ghi luôn. Đây, thì đây trên tay tôi là hai cái cà vẹt mẫu cũ, là đăng ký từ năm 2008 tới năm 2010. Thì ở cái mẫu cũ á, biển số đa phần đều sẽ là 52A7 hay 52A5A mấy gì đó. Vì sao? Vì hồi xưa á, là cà vẹt mẫu cũ á, là sẽ do ở mỗi quận giữ, sau này thì nó mới đưa thẳng về trên 282 giữ. Thì với cái mẫu xe của tôi thì ngoài những chi tiết như là họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số khung, số máy, nhãn hiệu xe hay là dung tích rồi số lượng người cho phép chở, thì ở cái xe của tôi nó là hải quan chính ngạch, nhưng mà họ không có ghi gì dưới đây. Thường á, cà vẹt mà mẫu 4 số mà không có ghi dưới đây gì hết thì có nghĩa nó là xe hải quan chính ngạch. Còn nếu là xe thanh lý nó sẽ ghi rõ là thanh lý công an như thế nào, hoặc là có thể có lúc nó sẽ ghi là xe nhập khẩu, lại cũng có thể có lúc là nó sẽ ghi là xe nhập khẩu phi mậu dịch. Thì tất cả nó đều là một cái hình thức của xe hải quan chính ngạch. Nhiều bạn cứ nói là xe 4 số là xe gian. Không phải. Xe 4 số có nghĩa là sao? Nghĩa là người ta mua ở cái thời điểm 2008, 2009, nhưng mà người ta không có thích bán hoặc là đổi để lên cái mẫu cà vẹt mẫu mới biển 5 số. Người ta thích 4 số, tôi thích 4 số mà. Tại vì đơn giản tôi có một chiếc biển số 16 và tôi có một chiếc biển số 61. Nó là cặp bài chồng của tôi nên tôi không thích đổi lên 5 số. 5 số làm chi, nhiều số quá bất công, nó chạy 4 số được rồi. Nhưng mà đó cũng là một cái khó khăn mà tôi hay bị công an vịnh lắm. Tại vì công an người ta cũng hay thấy bây giờ xe 4 số chạy, người ta cũng vịnh vô. Vô thì đưa giấy tờ ra thôi cho đi chứ biết làm sao bây giờ. Đấy, còn bây giờ một cái nữa chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là cái ngày cấp có trùng với lại cái ngày ký của công an ra giấy tờ hay không. Đây đây là cái ngày, ngày 1 tháng 9 năm 2009. Thì cái ngày mà ghi đăng ký lần đầu ngày 1 tháng 9 năm 2009. Thì điều này đồng nghĩa là gì? Số này trùng với số này có nghĩa là tôi là chủ đầu tiên và duy nhất tới bây giờ, chưa hề sang tên cho ai. Còn nếu là xe trên đây được ghi đăng cà vẹt cấp ngày 1 tháng 9 năm 2010 mà dưới đây lại đi đăng ký lần đầu ngày 1 tháng 9 năm 2009 thì có thể là đã sang tên một người khác rồi và cà vẹt cấp lại. Con số dưới đây lúc nào nó cũng sẽ y như vậy, nó không thay đổi vì đây là xe đăng ký lần đầu như thế. Còn đối với xe thanh lý thì nó sẽ có một cái trường hợp như thế này. Cái xe của mình thì đời là 2009 nhưng ở dưới đây có thể nó ghi đăng ký lần đầu năm 2015. Lý do là vì sao? Lý do vì xe này là xe công an thanh lý ra. Thì dĩ nhiên người ta chỉ biết là thanh lý năm 2015 thì tôi sẽ cấp giấy tờ theo hồ sơ của Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2015. Còn chuyện mà xe của anh năm 2009 thì đó là chuyện về chiếc xe. Bây giờ vì sao sẽ có nhiều tình huống vì sao là xe thì 2009 phải đăng ký lần đầu 2015? Cái đó là chuyện bình thường. Đấy, thường những chiếc xe như đó thường người ta gọi là xe thanh lý mà có thể sang tên được thì sẽ có những cái đăng ký lần đầu những cái năm gần đây, năm 2014, 2015, 2016 đó. Ngoài ra khi bắt đầu qua đến cái mẫu cà vẹt mẫu mới thì cái giấy tờ xe thanh lý và xe hải quan chính ngạch nó không còn ghi cụ thể cái nội dung là xe thanh lý hay là xe hải quan hay gì nữa hết. Nó bỏ hết, nó thu gọn lại mà nó sẽ gom là chỉ về một cụm thôi. Thì cái, những cái mà nó giữ lại thì vẫn là cái ngày đầu tiên đăng ký. Đây chẳng hạn như đây tôi có một chiếc xe CBR 250 đăng ký lần đầu 2 tháng 3 năm 1992 nhưng mà cà vẹt cấp lại, tại vì tôi đã mất cà vẹt mẫu cũ bản lớn nên tôi đổi lại bản nhỏ thì cấp lại lần
sao là ngày 8 tháng 4 2015. Cái chuyện này rất là bình thường, giống như là bạn giữ cái vạt mẫu cũ quá, bây giờ chẳng hạn như thế này, bây giờ tôi đi đổi mẫu mới thì nó cắt 2015 ra, nó sẽ xuống mẫu nhỏ này, nhưng mà nó vẫn ghi đây là cái ngày mua đầu tiên, ngày đăng ký đầu tiên của tôi đó. Và có nhiều người hỏi bây giờ làm sao biết được xe nào là xe thanh lý sang tên được và xe nào là xe thanh lý không sang tên được. Thật sự mà nói, có nhiều chiếc xe nếu mà như đã không có đục số khung số máy mà tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ bình thường và họ nói cũng bình thường thì tôi có khi tôi chả biết nữa. Tôi sẽ xài tới một cách tiếp theo, đó là sẽ nhờ những người bạn thân hoặc là nhờ cò check góc. Check góc nghĩa là sao? Tôi sẽ mượn cái cà vạt, tôi sẽ chụp lên một bạn, tôi gửi cho người bạn làm bên công an để họ kiểm tra cái hồ sơ gốc, xem coi cái cà vạt này với chiếc xe với cái hồ sơ gốc nó có khớp nhau hay không, và chiếc xe đó có thể sang tên được hay không. Thì thường á, cái chi phí mà check gốc khoảng 500 ngàn, thì số tiền dĩ nhiên bạn muốn làm gì cũng vậy, bạn không thể làm free được, bạn đều phải nhờ vả. Tôi cũng vậy, tôi muốn làm gì tôi phải nhờ vả trả tiền cho người ta, bởi nên muốn biết gốc thì phải chịu tốn tiền. Ngoài ra có một cách để không chịu tốn tiền nữa, đó chính là kiếm những người buôn bán uy tín. Những người buôn bán uy tín là những người như thế nào? Họ có địa chỉ nhà cụ thể, họ đã có kinh nghiệm lâu năm trong buôn bán và nhiều người đã mua xe của họ. Họ bảo đảm cho việc rằng nếu xe không sang tên được, họ sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho bạn. Đấy là những người mà tin tưởng. Tôi có rất là nhiều anh em làm nghề buôn bán xe đó, và thiệt sự mà nói khi tôi không cần sang xe, tôi chỉ cần gọi hỏi alo xe nó như thế nào, bây giờ đây lập tức qua đưa tiền và tới ngày đi ký giấy sang tên mà thôi. Cái đó chính gọi là sự tin tưởng của những người buôn bán có uy tín. Có thể giá xe chỉ mắc hơn người ta một chút xíu thôi, tại vì người ta luôn chọn những cái xe ken xe chuẩn, nhưng mà đổi lại bạn được cái sự bảo đảm an toàn. Còn những người có thể mình cũng không nói hết hẳn được, có những người người ta có những chiếc xe riêng của họ, người ta muốn tự bán, người ta không muốn qua những cái người buôn bán uy tín, người ta tự bán, thì dĩ nhiên mình phải sợ sợ rồi. Tại vì bây giờ cuộc đời mình đâu phải biết nào tin ai, mình chỉ nên tin chính mình thôi, hoặc là tin những gì mình đã kiểm chứng. Vì thế cái lời khuyên là nếu mà mua ở những người mà không có uy tín mà không có ai có bảo lãnh, tôi tốt nhất tôi khuyên bạn hãy nên kiểm tra gốc và bắt họ làm những cái giấy cam đoan là xe này xe hợp pháp. Tại vì những cái chuyện bây giờ giống như là đi ra văn phòng công chứng thì họ cũng chẳng biết được đâu là giấy tờ giả, đâu là giấy tờ thật. Công chứng sang tên, công chứng gì, cái công chứng viên nó đơn giản lắm, nó chỉ coi kiểm tra thôi. Thậm chí bây giờ có những cái mẫu giấy tờ mà công an nhìn còn không biết thì công chứng làm sao biết. Thì họ chỉ làm theo đúng cái nghĩa vụ của họ trên cái phần giấy tờ đó. Còn chuyện mà giấy tờ đó là giả hay không do nghiệp vụ người ta không phát hiện được thì cũng không thể nào trách được người ta được. Nó đó là chuyện làm giả, nó quá giỏi rồi. Đây, vậy nên các bạn hãy lưu tâm về vấn đề giấy tờ và sang tên xe.